Xin chào toàn thể quý vị, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Siêu Xe Cỏ Hải Dương. Và mới nhất trong ngày hôm nay thì em mới về được một cái mẫu xe BMW 750i sản xuất vào năm 2006. Và đây là phiên bản được nhập khẩu nguyên chiếc từ bên Đức anh chị nhé. Bản nhập khẩu nguyên chiếc. Và với mẫu xe 750i này thì là một trong những phân khúc xe hạng sang, thương hiệu đẳng cấp nhất, VIP nhất của BMW. Đó. Với chiếc xe này thì với trục chiều dài cơ sở của xe là dài trên 5m, cho nên là nó đúng nghĩa nó là một chiếc xe sang phục vụ các chủ tịch. Ngày xưa chiếc xe này để mà mua mới và lăn bánh của chiếc BMW 750i này nó phải rơi vào tầm khoảng trên 6 tỷ đồng chúng ta mới có thể lăn bánh được chiếc 750i này. Nhưng đến thời điểm bây giờ chúng ta chỉ cần bỏ ra một số tiền rất là hợp lý, chỉ có 340 triệu đồng này, anh chị và các bạn có thể có cơ hội được trải nghiệm và được sử dụng một dòng xe sang một thời, cũng như là đến thời điểm bây giờ nó vẫn là một mẫu xe rất là VIP. Lăn bánh ở ngoài đường, chúng ta nhìn chiếc xe này rất là sang chảnh và nhìn nó rất là ngầu luôn, dài kinh khủng luôn anh em nhé. Về phần đầu xe các bác nhìn thấy nó vừa to bề vệ và rộng, và đặc biệt với cái thương hiệu BMW này thực sự rằng không phải anh chị nào mà chúng ta cũng có thể dám bỏ ra số tiền hơn 300 để mua chiếc xe đời sâu như thế này. Đấy, nhưng mà nói về option của xe thì rất là khá là đầy đủ anh chị nhá. Chúng ta nhìn là từ hệ thống mắt đèn của xe này. Đấy, sáng trưng luôn, và mắt đèn của nó có thể là di chuyển được theo các bánh lái. Một bộ la răng rất là to và rất là dày, và gương cụp gương cái phong cách của nó rất là đẹp, đăng kiểm đến tháng 7 năm 2021, cửa nóc đầy đủ hết anh em nhá. Đó. Thì với chiếc xe này thì có cả trang bị camera 360. Chính vì thế là anh em có thể dùng là cái option ngày xưa các bác có thể thấy là đã khá là đầy đủ rồi, gần như là đầy đủ luôn. Đằng sau xe thì cặp mắt đèn của nó gần như là không có bị dạn vỡ theo năm tháng, rất là đẹp. Và xe này thì em cam kết cho anh chị và các bạn là không có bị đâm đụng hay ngập nước anh chị nhé. Đó, xe hoàn toàn nguyên bản anh chị và các bạn chúng ta mua về chỉ việc ra tên và đổ xăng và chạy thôi. Đó, đèn của nó là rất là nguyên bản luôn, đúng không ạ? Sơn si là căng đét hết anh chị nhá, sơn si cực kỳ là căng luôn, một dàn nốt còn dày cả dàn. Đó, con này màu lâu. Anh chị nào chúng ta chỉ cần thích cái dòng xe này mà chúng ta chưa ưng màu thì anh chị và các bạn có thể về đổi màu luôn. Đó, có thể đổi màu, anh chị và các bạn thích màu đỏ hay là màu đen hay là màu gì chúng ta cũng có thể đổi màu được. Đây, chúng ta nhìn tay gương của BMW, chúng ta nhìn thấy nó nguyên bản theo xe, nó là như vậy nhá. Camera 360, phanh đĩa này còn rất là trắng, và phanh đĩa 4 bánh phanh ABS rồi. Với dòng BMW này thì anh em có thể yên tâm về cái độ rộng rãi của xe. Chúng ta nhìn thấy này, chủ xe đã độ lên nội thất. Con này nội thất thì nói chung là nó cũng ở cái dạng gọi là bình thường, cũng không phải là dạng còn như mới. Nội thất thì bác chủ xe đã độ thêm bộ nội thất cho nó trẻ trung hơn, nhìn nó phong cách hơn so với nội thất nguyên bản theo xe. Con này thì được cái là máy gầm thì cực kỳ là chất, và thân vỏ rất là đẹp, và option thì mọi chức năng vẫn hoạt động tốt anh chị nhé. Trần này, trần nỉ còn khá là đẹp luôn. Chúng ta nhìn thấy cái không gian đằng sau xe của BMW 570i nó có rộng không ạ? Nó rất là rộng luôn. Và cửa của xe nó là cửa hít anh chị nhé. Đấy, cửa hít. Xe quá là nhiều công nghệ, và gần như là những chiếc xe đời mới bây giờ cũng không thể nào mà có thể được đầy đủ như chiếc 750i này. Các bác nhìn ghế full điện chỉnh 12 hướng hai bên ghế lái và ghế phụ nhá. Đấy, chúng ta nhìn cái thiết kế của 750i nhìn nó sang, nhìn nó sang trọng từ năm 2006 giờ, nhưng mà chúng ta nhìn thấy thực sự là đến thời điểm bây giờ ngồi lên con xe này mà chạy thì nó rất là sướng các bác ạ. Máy con này là 4.8 anh chị nhá. Đấy, thì xăng cộ chúng ta xác định nó phải rơi tầm khoảng 15 đến 20 lít, phải tầm 15 đến 20 lít, nếu anh em đi đường trường rơi tầm khoảng 15 lít. Cửa hít này. Đó, không gian của nó cực kỳ là rộng luôn. Con này anh em mua về, nếu như anh chị nào mà chúng ta
đi nhiều mà chúng ta không quản ngại về xăng cộ, đi con này rất là sướng. Đặc biệt anh em nào mà chúng ta làm ở trong cơ quan hoặc công ty mà chúng ta đi lại không mất tiền xăng thì chúng ta bỏ hơn 300 chúng ta được trải nghiệm cái dòng xe 750i này, để anh em có thể biết được cái cảm giác của một chiếc xe ngày xưa mua mới rất là nhiều tỷ đó, và đến bây giờ nó chạy còn được như thế nào. Thì nói chung là đồ nhựa các bác nhìn nó cũng mất vài thứ, thì bọn em đang đặt và bổ sung rồi nhá. Đó, xe trang bị từ khí quanh xe luôn, bệ tì tay này cũng đều có chế độ chỉnh điện hết. Quý vị anh chị và các bạn nào mà chúng ta đang quan tâm đến chiếc 750i đời 2006 nhập Đức này thì chúng ta có thể alo trực tiếp cho em Minh qua số điện thoại 0852 555 555 và kết nối cho em Minh qua số Zalo để em gửi hình ảnh chi tiết cũng là giấy tờ xe để cho các bác cùng xem. Và anh chị nào chúng ta có nhu cầu, chúng ta muốn trao đổi xe thì có thể là liên hệ cho em để chúng ta cùng trao đổi nhé. Đó, chìa khóa điện, chìa khóa thông minh và bề nổi xe start top nguyên bản theo xe, 4 tổng nâng hạ kính điện đều có chế độ auto, gương kính chỉnh điện, gạt mưa tự động, đèn pha tự động, cân bằng điện tử, ga tự động cruise control. Đặc biệt với con BMW 750i này, khi mà anh em mà phải đi đường trường, chúng ta hay đi đường trường mà cài đặt cái chế độ ga tự động cruise control mà ngồi bên trong BMW 750i, chúng ta cảm nhận cái độ êm, cách âm của xe thì chỉ có gọi là hưởng thụ, ngồi và hưởng thụ, đi rất là sướng. Chúng ta nhìn cỗ máy của nó, máy của BMW 750i thì xin thưa với các bác là máy của nó rất là bền. Đấy, nếu anh chị và các bạn chúng ta chấp nhận được về vấn đề khoảng xăng cộ thì con này đi nó rất là sướng, máy rất là lành anh chị nhé. Máy chúng ta nhìn tím bưng luôn, máy nổ rất êm, và xe thì cam kết cho anh chị và các bạn là không có bị đâm đụng hay là ngập nước. Đấy, để chứng minh cho mọi người chúng ta cùng nhìn luôn. Vì ngày xưa mua mới nó dòng này nó rất là đắt, bây giờ thì giá nó hợp lý rồi. Để các bác nhìn này, toàn bộ những hệ thống rằng là cam kết cho anh chị và các bạn là zin nhé. Hệ thống cabo này, cabo nó bị chạm một tí tí thôi, rồi nó bị gãy cái cả này, người ta làm lại một chút, chớm chạm một tí thôi, nó gãy cái tay chân nhựa của cái quả thận. Vỏ của BMW rất là dày cho nên anh em có thể yên tâm theo năm tháng. Không bao giờ chúng ta phải suy nghĩ vấn đề là mục mọt. Keo chỉ chơi, quay cho các bác xem keo chỉ bản đề luôn. Đó, bỏ ra số tiền thực ra tầm tiền 340 thì cũng chỉ ngang ngửa với chiếc mẹc C208 thôi. Nhưng mà đi, nếu anh chị và các bạn chúng ta không quan ngại về vấn đề xăng cộ, chúng ta chuyển sang BMW 750i này, con này đi quá là tuyệt vời luôn. Và xác định anh em mua chiếc xe này về là trong huyện của các bác là chỉ có 1 đến 2 chiếc thôi, không có nhiều đâu. Đó, anh chị và các bạn chúng ta mà đang quan tâm và đang có nhu cầu, anh chị và các bạn có thể đến trực tiếp Salon ô tô số 1 Kinh Môn, phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương để xem xe và chạy thử và test chiếc xe này nhé. Đó, keo chỉ zin cả xe luôn, ốc bản đề, tai bản đề này. Đó, cam kết cho anh chị và các bạn là không đâm đụng, không ngập nước. Đó, cửa của nó đóng rất là chắc, và nếu mà chúng ta muốn sử dụng cửa hít, chúng ta chỉ cần chạm vào cửa vào nhẹ nhàng thôi. Tem mát đầy đủ hết, toàn bộ tất cả các tai không có bị mất một phân keo chỉ nào. Đó, vô năng điện, cái phần cành lái này thì nó đang bị hỏng cái chức năng cửa hít anh chị nhá. Đấy, tải luôn cho các bác có thể nắm được. Máy số thì đã cam kết cho anh chị các bạn thực chất từng được kẻ gần bệ về, anh em không cần phải sửa chữa hay là bảo dưỡng hay là phải làm gì thêm. Chỉ có ở phần trong nội thất thì nó bị
sọc sạch bị mất hai cái điểm nhựa như em vừa chỉ các bác ấy, thì bên em đang khắc phục rồi. Form dáng cho các bác xem một lần cuối nhé. Anh chị nào chúng ta đang thực sự mà đang có tầm tiền hơn 300 mà đang đi tìm cho mình cái mẫu xe để về phục vụ đi trong gia đình, mà đặc biệt anh em nào mà chúng ta đam mê những dòng xe chấm to mà đi sướng, mà muốn những cái dòng xe mà nó khác với thị trường một chút, thì anh chị và các bạn có thể nghiên cứu chiếc 750i này. Đây là cây cần số tự động của xe, nó hiển thị lên trên đây hết đầy đủ, mọi chức năng của nó vẫn hiển thị đầy đủ anh em nhé. Đó, số lùi rồi đỗ vào D là đi thôi. Con này ngồi êm, về độ êm của nó thì thực sự anh chị và các bạn rằng những anh em nào mà chưa được, em nghĩ rằng cũng khá là nhiều anh em mà chưa được ngồi lên cái dòng 750i này để chạy, cho nên khó để các bác có thể hiểu được cái cảm giác mà ngồi trong xe. Mặc dù chiếc xe đã trải qua rất là nhiều năm tuổi rồi, mặc dù cái tầm giá trị hiện tại nó chỉ còn tầm hơn 300 thôi, nhưng thực sự với anh chị các bạn chúng ta ngồi lên chiếc 750i này nó còn sướng hơn rất là nhiều những dòng xe mà tầm phân khúc trên 1 tỷ, trên dưới 1 tỷ. Sướng hơn rất là nhiều những dòng phân khúc sedan, xe mới bây giờ trên dưới 1 tỷ, nhiều con xe chạy cảm giác ngồi bên trong nghe nó không êm, cách âm nó không sướng, đi nó không thích được như con xe đã trải qua hơn chục năm tuổi này. Đấy, các bác hình dung ít ra chiếc xe này là nó được vớt vát ở cái phần máy và gầm và số, nó cực kỳ chất. Đấy, chủ xe gần như là không thiếu tài chính để có thể bảo dưỡng và bảo trì chiếc xe này, cho nên là cái cảm giác khi mà em mua một chiếc BMW 750i, mặc dù nội thất của nó có vài chi tiết nó xấu thật đấy, nhưng nó đổi lại được một chiếc xe gầm bệ chắc lịch luôn đó, và máy cực chất, em nhấn mạnh lại, và số cực kỳ là chất, đạp ga chỉ cần một tí thôi, nhích ga nhẹ thôi là cái cảm giác nó vụt lên cực kỳ phấn khích. Đặc biệt anh em nào chúng ta thích cái cảm giác thể thao, trợ lái này thẳng căng luôn nhé. Đây là cái đường nó hơi bị lệch một chút cho nên là em không thể nào để thẳng được, hơi khó, đoạn đường này nó đang cong. Trợ lái ngồi bên trong gần như là không có cảm giác cái tiếng, không có cái cảm giác gì gọi là bị sợn vào cái vô lăng cả. Cảm giác đường của nó kè chạy tốc độ cao nó vẫn rất là êm. Anh chị nào chúng ta mà có những cái dòng xe nào mà đang đi mà các bác muốn thay đổi không khí, mà các bác muốn trao đổi, thì có thể là cầu cát thêm tiền nhé. Đấy, trao đổi với cửa hàng em. Không gian nhìn ngồi trong xe thực tế nhìn nó rất là đẹp. Các bác đến mà xem trực tiếp của mẫu xe này nhìn nó rất đẹp luôn. Đó, còn khi mà các bác ngồi lên con này mà chạy thử thì đảm bảo với các bác kiểu gì các bác cũng thích luôn. Đến em đây ngồi lên con này, so với cảm nhận của em thì nhiều xe không thể nào mà đi mà sướng bằng con này luôn, nếu mà không quản ngại về vấn đề xăng cộ, cũng như là cái chấp nhận là chi phí bảo trì bảo dưỡng của nó hơi đắt so với dòng xe khác. Và bây giờ thì cũng cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh của em trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn anh chị và các bạn rất nhiều nha. Anh em nào mới xem được kênh có thể nút đăng ký theo dõi kênh để có thể được cập nhật theo dõi thường xuyên tất cả những mẫu xe về mới nhất từ cửa hàng bên em. Và một lần nữa thì chào tất cả các bác, hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video và những mẫu xe tiếp theo nhé.